em nha. Thì hôm nay chủ nhật nha anh em. Thì có khách tới nhà vẫn có khách tới nhà làm nồi nha anh em nha. Thì anh em tới nhà thì lưu ý giúp mình là anh em đeo khẩu trang nha và giữ đúng cái khoảng cách quy định nha. Đó, thì hôm nay có một con rim liên doanh. Thì nồi nó yếu rồi anh em. Thì tới bên mình để làm lại nồi ha. Thì đang làm nha. Vẫn là bao nha anh em nha. Vẫn là nồi là vẫn bao anh em là chạy ok mình mới giao xe nha. Đó, thì bên mình đợt này là chỉ có nhận làm nồi nha anh em nha, không có nhận làm máy nha. Tại vì thứ nhất là làm máy nó mất thời gian và nó cũng bên mình này không có nhiều thời gian và cũng việc mà làm máy nó tốn nhiều cái chi phí anh em ha. Cho nên là bên mình cũng không có nhận, với lại ở nhà không có chỗ để xe. Rồi nha anh em nha. Thì nồi này bây giờ làm lại bộ nồi Ấn Độ Long An nha anh em. Thì làm bố với lại chuồng heo này kia làm lại cho nó ok, bố trước bố sau để mà gắn lại chạy cho nó bốc nha anh em nha. Thay chuồng, tán chuồng lại ha, tán chuồng hẳn chuồng độ nha, để mà chạy cho nó ngọt với lại bộ nồi trước nha. Rồi thì anh em nào có nhu cầu làm nồi cứ liên hệ bên mình nha. Tiền làm nồi mình giá công khai cho anh em luôn, đó là nồi là giá là 1 triệu và tiền công là 400.000 nha anh em nha. Với tất cả các cái xe mà tới bên mình để làm thì nồi là 1 triệu và tiền công là 400. Còn những anh em nào ở xa thì mình bán cho anh em bộ nồi 1 triệu, còn cái công lắp thì anh em tự ở nhà lắp là không tốn công nha. Rồi anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ mình, số điện thoại 0915 434 973 anh em nha.